Xin chào cả nhà. Ngày hôm nay Hiền xin chia sẻ với cả nhà về chủ đề tại sao cần quản lý cân nặng. Như chúng ta đã biết thì hiện tại cái số người thừa cân béo phì trên thế giới cũng như ở tại Việt Nam liên tục tăng trưởng, đặc biệt là cái chỉ số mà thừa cân béo phì liên tục tăng trưởng ở trẻ em. Và cái con số báo động này nó ảnh hưởng tới rất nhiều những cái vấn đề, không chỉ là ảnh hưởng đến cái vẻ bề ngoài, hình dáng bên ngoài mà còn nằm ở cái con số trọng lượng, cái việc là sức khỏe của chúng ta. Và chúng ta hãy lưu ý rằng là cái sức khỏe của chúng ta không nằm ở con số trong trọng lượng của chúng ta, mà nó nằm ở các cái tỷ lệ thành phần tạo nên cái trọng lượng đó. Ví dụ như là cùng với cái cân nặng là 64 kg, nhưng mà cái tỷ lệ về cơ bắp, mỡ, nước và xương ở trong cơ thể của chúng ta là khác nhau, đặc biệt là cái sự khác biệt giữa chỉ số cơ bắp và mỡ. Với cùng một cân nặng nhưng mà tỷ lệ cơ bắp và mỡ khác nhau thì sẽ quyết định sức khỏe của chúng ta khác nhau. Và khi mà nói đến thừa cân béo phì thì chúng ta sẽ có hai cái loại trong béo phì, đó là mỡ, béo phì dưới mỡ, mỡ dưới da và béo phì ở trong nội tạng. Và khi mà chúng ta có những cái chỉ số béo phì ở nội tạng thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của chúng ta. Không chỉ là ảnh hưởng, còn mỡ dưới da thì sẽ ảnh hưởng bề ngoài. Và mỡ nội tạng thì có thể gây ra rất là nhiều những cái nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng đó. Và mỡ nội tạng thì nằm ở trong các cái cơ quan nội tạng của chúng ta, và trong máu, trong tim, trong gan và trong rất là nhiều những cái cơ quan nội tạng. Và khi mà mỡ ở trong nội tạng cao như vậy thì và mỡ trong cơ thể gây ra rất là nhiều những cái căn bệnh từ cái lý do là từ cân thừa cân béo phì. Trong đó 61% là thừa cân béo phì gây ra tiểu đường type 2, 11% là gây ra bệnh ung thư đại tràng. Và trong số những người bị viêm xương khớp thì 24% là những người đấy có cái việc từ thừa cân béo phì, tăng huyết áp, động mạch vành cũng đều là những cái căn bệnh mà do thừa cân béo phì gây ra với cái tỷ lệ rất là cao, và viêm túi mật nữa, đúng không ạ? Thế và đấy là lý do tại sao mà quản lý cân nặng thực sự cần thiết. Đặc biệt trong cái dịch Covid vừa rồi, trong đợt 1 thôi thì Tổ chức Y tế Thế giới cũng đã công bố rằng là 60% những người mà tử vong do Covid thì đều có cái gọi là thể trạng là thừa cân béo phì. Thế nên là với cái hiện tại cái sự bùng phát dịch trở lại của Covid thì chúng ta thấy rằng là cái việc mà chúng ta quản lý cân nặng là thực sự cần thiết để chúng ta có thể có được một cái sức đề kháng tốt, có được một cái sức khỏe tốt để có thể phục vụ cho cái cuộc sống cũng như công việc của chúng ta. Và khi mà chúng ta biết rằng thừa cân béo phì thực sự rất là quan trọng ấy, thì chúng ta sẽ đi tìm kiếm rất nhiều những cái phương pháp khác nhau để tại các cái trung tâm giảm cân khác nhau. Nhưng mà tất cả những cái phương pháp mà chúng ta đã từng trải nghiệm ấy, thì chúng ta có cái trải nghiệm là hoặc là khi mà chúng ta tập chúng ta không thấy hiệu quả, hoặc là chúng ta có giảm đấy nhưng mà chúng ta lại bị béo lại, hay còn gọi là cái hiệu ứng yo-yo. Khi mà chúng ta giảm rồi chúng ta lại bị béo, tăng cân trở lại. Và để mà chúng ta tránh được cái hiện trạng này thì chúng ta cần phải thấu hiểu rằng là trọng lượng của cơ thể chúng ta ấy, đến từ cơ bắp, từ số kg mỡ, từ những cái trọng lượng của xương, từ nước và từ nội tạng của chúng ta. Và khi mà chúng ta nhìn thấy là các cái chỉ số, đây là những cái chỉ số mỡ dưới da dành cho nam và nữ, thì chúng ta biết là hiện tại chúng ta đang ở trạng thái nào. Chúng ta hãy cùng đứng lên cân ấy, các anh chị hãy cân xem là cái trọng lượng mỡ, cái tỷ lệ mỡ trong cơ thể của chúng ta là bao nhiêu. Và khi mà chúng ta có được cái tỷ lệ mỡ hiện tại rồi ấy, thông qua cái hành trình quản trị vóc dáng cùng với cả Fitfresh thì chúng ta sẽ có được những cái cơ hội để thực hiện cái mục tiêu là quản trị vóc dáng, giảm mỡ, tăng cơ của mình rất là hiệu quả. Và đây, những cái chỉ số này và kế hoạch của Fitfresh thì là một cái kế hoạch rất là toàn diện, có thể giúp cho cả đối tượng là giảm mỡ, thứ hai là hoặc là săn chắc, hoặc là có những người lại có nhu cầu là tăng cơ. Với những cái chỉ số mà nếu mà nam mà mỡ trên 20% và nữ mỡ trên 25% thì chúng ta sẽ tiến hành cái hành trình giảm mỡ. Còn nếu mà chúng ta đang có nam mỡ là từ 9 đến 19% thì chúng ta sẽ thực hiện cái lộ trình săn chắc. Nữ là 20 đến 24% thì chúng ta sẽ thực hiện cái lộ trình săn chắc này. Còn Fitfresh cũng có cung cấp cả một cái gói để dùng cho tăng cơ, đó là nếu mà chúng ta có cái chỉ số đối với người nam là mỡ nhỏ hơn 9%, nữ nhỏ hơn 19% thì chúng ta sẽ thực hiện cái lộ trình tăng cơ. Điều này cho thấy là cái gói của Fitfresh thì rất là toàn diện, có thể thực hiện cho rất là nhiều đối tượng, không chỉ có giảm mỡ mà còn có săn chắc và tăng cơ nữa.
Ở đây là những cái câu chuyện thành công ở tại Việt Nam chúng ta. Thực ra thì Feedfake có mặt ở rất là nhiều quốc gia và cũng đã rất là thành công rồi. Nhưng Việt Nam chúng ta tuy là mới bắt đầu cái hành trình này nhưng đã có rất nhiều kết quả thành công vượt trội. Các anh chị, đây là một kết quả của bạn giảm mỡ rất là hiệu quả. Các bạn có thể nhìn thấy giảm 10kg và trong đấy có cả giảm mỡ nội tạng và giảm mỡ dưới da. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Trong khi đấy cân nặng, số cân cơ chỉ giảm có 0,1 lạng thôi, có nghĩa là giảm có 1 lạng thôi. Đây là một bạn nữ đúng không ạ? Chúng ta có cả nam này, cả nữ đều có thể có kết quả rất là tuyệt vời. Rồi đây là bạn Đạt đúng không ạ? Giảm mỡ rất là hiệu quả. Các anh chị thấy là những cái kết quả rất là tuyệt vời trong cái hành trình của các bạn. Đây là hành trình của những bạn mà săn chắc đúng không ạ? Đây, đây là bạn này là săn chắc đấy ạ. Đây là của bạn Thọ thì là tăng cơ đấy ạ. Đó, và bạn ấy giữ nguyên cân nặng trong khi đấy cơ của bạn ấy tăng lên 1,7kg. Và để đạt được những cái hiệu quả rất là tuyệt vời như thế này với hành trình Feedfake thì chúng ta tập trung vào một những cái hành trình quản lý cân nặng rất là toàn diện và cá nhân hóa. Trong đó hai cái yếu tố mà chúng ta tập trung nhiều nhất đó là tập luyện và ăn uống. Và trong cái xã hội như hiện tại và với sự bận rộn cũng như là cái việc thiếu hụt về dinh dưỡng trong cái thực phẩm mà chúng ta ăn vào, thì một trong những cái giải pháp mà Feedfake quyết định cái sự thành công của Feedfake đó là trong cái giải pháp của Feedfake có một cái sự hỗ trợ lựa chọn được một cái dòng sản phẩm bổ sung dinh dưỡng rất là hiệu quả, được làm một dòng sản phẩm số 1 thế giới về bổ sung dinh dưỡng, cũng như là thương hiệu duy nhất trên thế giới có trang trại hữu cơ riêng để trồng trọt những cái nguyên liệu, khiến cho những cái sản phẩm mà chúng ta bổ sung vào đầy đủ dinh dưỡng, hàm lượng calo thấp và thực sự rất an toàn và hiệu quả. Đó chính là lý do tại sao mà trong cái lộ trình quản lý cân nặng cùng với Feedfake thì chúng tôi sẽ đưa vào đây những cái gói cái lộ trình ăn rất là khoa học và hiệu quả, an toàn cũng như là tiện lợi. Bởi vì là nhất là vào bữa sáng cả là cái khung thời gian mà chúng ta cần phải ăn đầy đủ dinh dưỡng nhất sau cả 12 tiếng ngủ buổi đêm và khoảng cách giữa bữa tối hôm trước cho đến bữa sáng hôm sau. Thế nên nhưng mà có một cái thực tế rằng là cái thời gian của chúng ta lại rất là bận rộn. Thế nên là để mà ăn đủ cái thành phần dinh dưỡng bao gồm 8 cái nhóm chất cơ bản cho cơ thể của chúng ta, đặc biệt là với một cái bữa ăn phải đủ cái hàm lượng đạm thì mới có thể hỗ trợ giảm mỡ hay là tăng cơ một cách hiệu quả được. Nên là Feedfake đưa vào cái gói ăn bữa sáng là một bữa ăn thay thế bằng 2 muỗng protein, 3 thìa cốc cộng với một bộ vitamin khoáng chất thay cho rau củ quả, với một viên omega 3 thay cho chất béo tốt và một viên chất xơ để bổ sung thêm chất xơ vào trong cái khẩu phần ăn và bữa sáng, giúp cho chúng ta có một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng và nhanh tiện lợi đúng không ạ? Và lại có thể tăng có cái hiệu quả giảm mỡ tăng cơ một cách rất là hiệu quả. Và đến bữa trưa thì chúng ta sẽ ăn cái khẩu phần ăn bữa trưa bình thường với cái lượng calo là nhỏ hơn 400 kilocalo với những người có BMI dưới 1300 kilocalo và với nhỏ hơn 500 kilocalo với những người có BMI trên 1300 kilocalo. Và trước khi ăn bữa trưa này để đảm bảo cho cái việc giảm mỡ thì chúng ta sẽ bổ sung thêm một viên green tree, là cái viên ngăn cản cái quá trình hấp thu chất béo vào cơ thể của chúng ta. Và sau khi ăn xong thì chúng ta sẽ uống thêm một viên omega 3 có tác dụng là làm sạch những cái chất béo và cũng như là những cái mỡ thừa ở trong cơ thể của chúng ta, trong mạch máu của chúng ta. Và cho đến cái lúc mà chúng ta vận động ấy, thì trước khi vận động để tăng cái tính hiệu quả đốt mỡ cũng như là đảm bảo cái chất điện giải trong cái quá trình vận động ấy, thì chúng ta sẽ uống bổ sung 2 viên vitamin B cộng với 1 viên green tree trước khi vận động. Sau khi vận động xong để giúp cho quá trình đốt mỡ hiệu quả cũng như là tái tạo cơ thì chúng ta sẽ bổ sung thêm 2 muỗng protein đúng không ạ? Và đến bữa tối thì bởi vì là với cái bữa tối ấy, thì chúng ta với cái công việc bận rộn như hiện tại thì chúng ta ăn một cái bữa tối lành mạnh ấy và ít chất béo và có cái hiệu quả đối với giảm mỡ và tăng cơ ấy, thì mà chúng ta ăn cái khẩu phần ăn mà bình thường với thức ăn của gia đình và ăn muộn ấy, thì rất là khó để chúng ta có thể thực hiện được cái kết quả giảm mỡ một cách hiệu quả. Nên là ở trong cái lộ trình Feedfake thì chúng ta sẽ cùng nhau ăn một cái bữa tối bằng những cái thực phẩm đầy đủ dinh dưỡng, nghèo năng lượng đúng không ạ? Nghèo năng lượng để chúng ta hạn chế cái quá trình tăng mỡ nhưng mà đầy đủ các cái chất dinh dưỡng để đảm bảo cho cái quá trình giảm mỡ của chúng ta giữ nguyên cái sức khỏe của mình, thậm chí còn có được những cái chỉ số sức khỏe cải thiện tốt hơn rất là nhiều bằng 2 muỗng protein, một gói bữa ăn thay thế và một viên omega 3. Đó là chúng ta sẽ hoàn thành cả một cái lộ trình giảm mỡ của mình một cách rất là hiệu quả, an toàn này, tiện lợi cũng như là đầy đủ dinh dưỡng nhưng mà không bị tăng năng lượng đúng không ạ? Đó, và với hành trình tăng cơ thì chúng ta sẽ được ăn cái lượng calo lớn nhiều hơn bởi vì là chúng ta đang bị thiếu cơ, nên là chúng ta sẽ bổ sung thêm những cái hàm lượng dinh dưỡng
trong cái khẩu phần ăn của mình, nhưng mà riêng bữa sáng thì chúng ta vẫn ăn là một bữa sáng thay thế, bởi vì do cái tính chất bận rộn của công việc, thời gian cũng như là cái không có sự chuẩn bị cho cái bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, nên là chúng ta sẽ ăn bằng bữa ăn thay thế, giống như là cái hành trình giảm mỡ. Còn lại những các cái phần uống đằng sau này thì chúng ta tham khảo theo cái bảng mà ban huấn luyện của chúng ta đưa ra. Và với một cái gói giải pháp toàn diện và hiệu quả cũng như là an toàn tiện lợi như thế này cùng với MyFitFact thì chắc chắn là chúng ta sẽ thành công để có thể thực hiện được. Thứ nhất là giúp cho mình có một cái vóc dáng thật là đẹp, đúng không ạ, khỏe. Và hơn nữa thì chúng ta kết thúc hành trình này, chúng ta sẽ trở thành những huấn luyện viên nhận những cái chứng chỉ rất là chuyên nghiệp, và chúng ta có thể giúp đỡ cho thật là nhiều người. Xin cảm ơn tất cả các anh chị đã lắng nghe và chúc các anh chị thành công.